Nhìn vào video này, chúng ta thấy rằng Bitcoin giống như là đang chuẩn bị cho một quả bom nổ chậm hay các bạn. Hi, xin chào tất cả các bạn. Lại là Huy đây. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật đã có kinh nghiệm 2 năm ở trên thị trường crypto ha. Và video này sẽ có chủ đề là Bitcoin đang chuẩn bị cho một quả bom nổ chậm. Và trước khi đi vào nội dung của video thì chúng ta sẽ xem qua tình hình tổng quan của thị trường. Thì các bạn thấy là thị trường 24 giờ vừa qua thì đã giảm cái vốn hóa xuống 2,2%, chỉ còn là hơn 2.200 tỷ đô thôi. Và Bitcoin 24 giờ qua thì giảm 0,8%, tuy nhiên là các altcoin khác nó đang giảm rất là mạnh. Ví dụ như là Ethereum giảm 4,3%, Solana giảm 13,5%. Bởi vì sao? Bởi vì là theo cái quan sát của mình á, thì cái thị phần của Bitcoin nó đang được coi là nó đang tăng lên và cho thấy rằng là cái dòng tiền từ altcoin đang đổ dần sang Bitcoin, cho thấy là hiện tại nếu mà Bitcoin nó tăng thì Bitcoin nó sẽ tăng mạnh hơn, nhưng mà Bitcoin nó giảm thì Bitcoin nó sẽ giảm yếu hơn, nó sẽ giảm ít hơn so với lại altcoin ha các bạn. Ok, thì tiếp theo chúng ta xem qua cái video về phân tích kỹ thuật của Bitcoin trên công ngày. Và theo như cái tiêu đề ấy, thì tại sao mình lại cho rằng là Bitcoin đang chuẩn bị cho một quả bom nổ chậm? Bởi vì là theo quan sát của mình trên khung ngày, khung D1, thì mình thấy rằng là Bitcoin vẫn đang tích lũy ở trong một cái cây nến, một cái cây nến được coi là cây nến mẹ, cây nến Model 3 ha. Model 3 là cây nến mạnh này nè. Nên cây nến mẹ có cái cú giảm từ 52.000 đô giảm về 42.000 đô ha. Thì giá hiện tại ấy, nó vẫn đang được giao dịch ở trong cái cây nến mẹ này. Và dù là chúng ta đã có một cái setup, đó là setup phi kỳ tăng giá, nó đã được thiết lập ở trong một cái vùng giá tương đối tốt, đó là vùng giá Fibonacci 0.5 và 0.18 quanh cái vùng 43.000. Nhưng mà hầu hết thì mình thấy rằng là lực mua hiện tại nó vẫn đang khá là yếu, bởi vì chúng ta nhìn qua cái volume, chúng ta thấy là volume hiện tại hầu hết ấy, là cái volume mua này nó đang được coi là rất là thấp so với lại cái volume bán. Nhưng mà chúng ta có được một cái cây nến phá vỡ giá này, có cái bóng nến dưới tương đối dài kèm với volume tăng vọt, cho thấy là khối lượng được coi là cái nỗ lực mua của bên mua nó đang được coi là nó rất là lớn, cho nên nó đẩy được hai cây nến ngày hôm sau thì hai cây nến nó tăng mạnh ha. Thì nó kết hợp cho một cái setup đó là fake tăng, và mình thấy rằng hiện tại thì volume hiện tại nó đang giảm dần, cho nên là về cái lực mua thì mình thấy rằng là hiện tại nó có, tuy nhiên là không có mạnh bằng được coi là không có mạnh bằng cái lực bán. Hiện tại phe bán nó đang chiếm ưu thế, thông qua các bạn thấy là thông qua cái việc đó là nó đẩy một cái nến giảm rất là mạnh và cái volume của nó tăng vọt như thế này ha, cho thấy là hiện tại cái phe bán hiện tại nó đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Tuy nhiên là trong cái xu hướng tăng ở khung ngày và khung tuần á, thì hiện tại xu hướng vẫn đang là tăng, cho nên là mình vẫn view tăng đối với trên khung ngày và khung tuần ha. Khung 4 giờ cũng như vậy hả các bạn. Khung 4 giờ các bạn thấy nè, khung 4 giờ thì nó đã có, nó cần phải có một cái sự gọi là sự retest lại cái vùng giá 47.000 đô này. Và các bạn thấy là hiện tại sau khi mà Bitcoin nó phá lên cái vùng 47.000 đô thì nó đang có sự retest lại. Tuy nhiên là mình thấy là nó có khả năng nó giảm tiếp về vùng 45.900 cho đến 46.000 đô. Bởi vì là khi mà nó vượt qua một cái vùng 47.000 đô, tuy nhiên nó không có đi xa và nó đã quay trở lại nó retest rồi, thì cái cú retest này hiện tại thì cái lực bán cũng như là lực mua nó ít và lực bán nó đang chiếm ưu thế, nó đẩy giá xuống trở lại ha. Cho nên là hiện tại ở cái vùng 45.900 cho đến 46.000 là vùng mua tốt ở trên khung 4 giờ ha các bạn. Xu hướng ở trên khung 4 giờ đã hoàn toàn sang xu hướng tăng rồi ha. Nó cần phải thiết lập một cái đáy sau. Nó phải cần thiết lập một cái đáy sau nó cao đáy trước nữa thì nó mới thiết lập nên một cái cấu trúc tăng giá của Bitcoin trên khung 4 giờ. Còn hiện tại thì nó đã có cấu trúc tăng giá, tuy nhiên là nó chưa có xác nhận, bởi vì là nó chỉ vừa mới có cái đỉnh sau nó cao đỉnh trước thôi, còn cái đáy sau thì nó chưa có tạo ha, nó chưa có tạo, và khả năng cao nó sẽ giảm về vùng 45.900 cho đến 46.000, nó sẽ tạo một cái đáy ở đây và nó sẽ tăng tiếp. Thì đó là cái view của mình ở trên khung 4 giờ, khung ngày và khung tuần, mình sẽ nhắc lại ha. Thì ba cái view, ba cái xu hướng ở trên ba khung này đang là xuống tăng, cho nên là mình vẫn thuận theo xu hướng là mình trade, mình trade, mình long ha, và mình tiếp tục mình hold spot những cái đồng coin mà mình đang nắm giữ. Ok, thì về view thì vẫn thuận theo xu hướng, đó là view tăng và nó được củng cố bởi những cái data on chain hay các bạn.
với cái những cái dữ liệu on-chain thì các bạn thấy là cái nguồn cung Bitcoin ở trên tất cả các sàn, các cái ví sàn ấy, thì nó tiếp tục nó giảm mạnh như thế này, cho thấy là hiện tại Bitcoin nó vẫn đang được coi là khan hiếm và lực bán, cái áp lực bán nó đang giảm dần ở trên những cái sàn giao dịch. Hầu hết thì lực bán hiện tại nó đang đến từ những cái trader mở các hợp đồng long short ha, những cái sàn phái sinh. Bởi vì là khi mà trader mở các hợp đồng long short nó sẽ tác động trực tiếp đến giá, bởi vì là những cái hợp đồng long á, khi mà hợp đồng long nó bị thanh lý thì nó sẽ mở một cái vị thế bán khống trở lại là vị thế short, cho nên nó khiến giá nó đẩy mạnh xuống ha, nó đạp mạnh xuống. Và kèm với lại cái tâm lý của nhà đầu tư, họ sẽ sợ hãi khi mà giá giảm mạnh và họ bán theo, thì đó sẽ là một cái tâm lý khiến cho cái cú đâm từ 52.000 đô giảm về 42.000 đô trong thời gian vừa rồi các bạn. Còn về cái outflow của thợ đào thì các bạn thấy là đây là cái ví, cái số lượng Bitcoin được hold từ những thợ đào, thì ở đây là cái số mà các bạn thấy là khi mà thợ đào họ có một cái lượng lớn Bitcoin được rút ra khỏi những cái ví thợ đào á, thì chứng tỏ đó là những cái thời điểm mà thợ đào họ bắt đầu bán rất là mạnh Bitcoin ha, bán mạnh Bitcoin. Và hiện tại đây là cái thời điểm này, thời điểm tầm tháng 1, tháng 2 cho đến tháng 3 họ bán quanh tầm những cái tháng đó, là đầu tháng, đầu 3 tháng đầu năm nay ha, 3 tháng đầu năm nay họ bán quanh đâu đó là quanh cái khúc họ bán nhiều lần là quanh cái vùng 36.000, 38.000 cũng có, 48.000 cũng có, và vùng 50.000 cũng có các bạn. Và hiện tại chúng ta thấy là hiện tại không có một cái lượng lớn Bitcoin nào được rút ra từ những cái ví thợ đào nữa, cho thấy rằng hiện tại chính là cái vùng thợ đào họ không muốn bán nữa, họ chờ giá nó tăng mạnh liên tiếp, và cái niềm tin và hy vọng của họ vẫn là Bitcoin nó sẽ chạm 100.000 đô trong cuối năm nay hoặc là qua cái quý 1 của năm 2022 ha. Tuy nhiên á, là cái niềm tin của mình thì mình vẫn nghĩ là trong cuối năm nay thì nó sẽ được coi là thị trường nó sẽ bullish, bởi vì là thường là quý 4 của các năm, thường là những cái tháng cuối năm á, thì thị trường nó sẽ pump, bởi vì là mình quan sát từ nhiều năm thì mình thấy rằng là ví dụ như năm trước là cái thời điểm mà tầm tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020 thì mình thấy là thị trường nó bắt đầu nó chớm nở rồi, nó tăng rất là mạnh. Và thời điểm đó thì mình cũng đã có mua vào những cái đồng altcoin và các case điển hình như là mình mua ADA này, mua Cardano á, mua quanh cái vùng 0.1 cho đến 0.15 đô. Atom thì mình mua quanh cái vùng 5 đô, 6 đô. Và những cái đồng như VeChain thì mình cũng mua đâu đó tầm vùng 0.0 mấy đô á. Ok, thì nó đã mang đến cái lợi nhuận cho mình, và mình để ý rằng là những cái tháng cuối năm là những cái tháng đó là những cái tháng mà thị trường điện tử, thị trường crypto này nó cũng pump rất là mạnh. Ok, tiếp theo thì chúng ta xem qua cái số lượng được coi là cái nguồn cung của các nhà đầu tư dài hạn là long term holder. Thì các bạn thấy được cái đường màu cam này mình cũng đã giới thiệu trong video hôm qua, đó là cái đường màu cam này khi mà nó tăng lên thì cho thấy là những nhà đầu tư dài hạn họ đang tích lũy thêm, họ đang trữ thêm Bitcoin rất là nhiều. Và trước đó là tháng 10 2020 này, một năm trước, thì chúng ta thấy được là cái đường màu cam này nó liên tục nó phá đỉnh, và Bitcoin lúc đó cũng bắt đầu cho đợt tăng, là tăng từ 10.000 lên đến 65.000. Và trước đó nữa là các bạn thấy nè, cái thời điểm này nó cũng giống như cái thời điểm mà Bitcoin trong cái ví những cái long term holder thì họ cũng tích lũy tương đối lớn, cho nên là cái khúc 2017 cũng là cái thời điểm mà từ Bitcoin từ 800 đô ha, tầm 1.000 đô nó tăng lên đến tận 20.000 đô ha. Ok, còn short term holder thì như thế nào? Thì các bạn thấy là short term holder thì cái chỉ số này nếu mà nó tăng lên thì short term holder sẽ mua Bitcoin vào và hold theo thị trường, bởi vì là short term holder họ thường họ sẽ FOMO theo thị trường ha. Các bạn thấy là khi mà giá Bitcoin nó tăng lên thì cái chỉ số này cũng tăng lên, cho thấy là short term holder thường là những người mà FOMO theo giá của Bitcoin, khi mà thị trường nó lên thì họ lao và họ mua Bitcoin bất cứ giá nào các bạn. Vì vậy cho nên chúng ta mới có được một cái chỉ số đó là short term holder. Thì khi mà giá Bitcoin nó giảm này, các bạn thấy khi mà giá Bitcoin nó bắt đầu nó giảm thì họ cũng cái chỉ số này cũng giảm xuống, cho thấy là họ cũng bán mạnh theo thị trường, và nó khiến cho cái đà giảm nó càng mạnh thêm nữa. Các bạn thấy rõ ha, khi đó là cái đường màu tím này nó giảm, khi mà giá nó giảm, giá giảm thì nó cái đường màu tím cũng giảm, cho thấy là cái số lượng Bitcoin của short term holder họ hold nó càng ít đi, đó là họ đang bán ra ha các bạn. Thì chúng ta thấy rất là rõ qua cái hai cái sự được coi là sự đấu ngược nhau của short term holder và long term holder, là nhà đầu tư dài hạn và nhà đầu tư ngắn hạn ha.
Ok, về phân tích kỹ thuật thì các bạn thấy là trên khung ngày. Trên khung ngày thì nhìn vào cái biểu đồ này, các bạn thấy là Bitcoin đang có một cái quả bom nổ chậm khi mà giá tiếp tục đi ngang trong cái cây nến Model 3 này, cây nến mẹ này ha. Và hiện tại thì nếu như mà nó phá qua được cái nó đi ra khỏi cái biên độ giá dao động của cây nến mẹ này thì thị trường nó sẽ rất là, được coi là nó rất là sôi động và nó rất là biến động luôn. Nếu như mà mình giả dụ như mà khi mà giá nó bắt đầu nó tăng lên, tuy nhiên là phía trên này nó tạo một cái cây nến biên ba giảm thì nó sẽ hình thành một cái setup đó là fakey giảm giá ha, và giá nó sẽ bán, được coi là cái áp lực bán phía trên này rất là lớn và nó sẽ giảm xuống thêm một nhịp nữa. Còn nếu như mà giá bắt đầu nó giảm xuống đây và nó tạo nên một cái biên ba tăng thì nó sẽ tạo nên một cái setup fakey tăng giá rất là lớn của cây nến Model 3 mạnh, cây nến Model 3 đóng vai trò là cây nến mẹ này ha, thì nó sẽ kéo cả thị trường nó đi lên tiếp. Thì đó là hai cái trường hợp mà chúng ta cần phải chú ý. Và hiện tại thì mình vẫn nghiêng về trường hợp nó sẽ tăng hơn, bởi vì là xu hướng đang là xu hướng tăng ở trên ba khung, khung ngày, khung tuần và khung khung H4 ha. Cái sạc khung 4 giờ thì mình cũng đã có phân tích rồi. Tiếp theo sẽ là thị phần của Bitcoin. Thì các bạn thấy là thị phần Bitcoin hiện tại nó đang nằm trong cái kênh giá giảm như thế này, và hôm nay thì có một cái sự tăng nhẹ của thị phần Bitcoin, tuy nhiên là giá Bitcoin nó giảm. Vì sao lại như vậy? Thì cho thấy rằng á, là khi mà giá nó giảm, giá Bitcoin nó giảm và thị phần của Bitcoin nó tăng lên, thì cho thấy là Bitcoin và altcoin nó đang bị bán mạnh trên thị trường, và dòng vốn nó bắt đầu nó chuyển sang Bitcoin ha các bạn. Nó chuyển sang Bitcoin và thị phần của Bitcoin nó tăng lên, và lực bán hiện tại trên thị trường nó đang rất là mạnh, thì nó mới khiến cho cái thị phần của Bitcoin nó tăng và cái giá của Bitcoin nó giảm ha. Về trên khung tuần thì các bạn thấy là tuần trước nó đóng đáy được một cái nến giảm, cây biên bài giảm ha, và hiện tại thì mình thấy rằng là có khả năng cao nó sẽ chạy con sóng 5 của sóng 5 Elliott ở trên khung tuần của thị phần Bitcoin, bởi vì là chúng ta thấy rằng là sóng 1, sóng 2 này nó chạy khá ổn và sóng 3 nó chạy đúng cái vùng được coi là 1.618 của Fibonacci mở rộng, và nó hồi lên đúng cái vùng mà được coi là 100% của con sóng điều chỉnh ha, sóng hồi, và khả năng sắp tới nó sẽ phá cái vùng được coi là hai cái vùng này. Nếu mà nó phá được thì thị trường nó sẽ rất là hưng phấn. Còn cái này thì mình cũng không chắc là nó sẽ phá hay là không, bởi vì là trong sóng Elliott á, sóng 3 thì nó sẽ được coi là sóng rất là dễ chịu, còn sóng 5 thì nó sẽ rất là khó đoán ha. Sóng 3 thường thường là trader họ sẽ trade sóng 3 thôi, còn sóng 5 thì thường nó sẽ chạy rất là khó chịu, khi mà sóng 5 có thể là nó sẽ chạy đến cái vùng được coi là cái vùng sóng 3 thôi và nó sẽ bật trở lại. Thì trong trường hợp đó thì mình nghĩ rằng nếu mà hiện tại nó bật trở lại á, thì khả năng cao thì Bitcoin nó sẽ lấy lại thị phần và Bitcoin nó sẽ tăng một mình nó lên cái vùng 100.000 ha. Thì đó là trong trường hợp tăng. Còn trường hợp giảm, trường hợp mà thị phần Bitcoin nó tăng nhưng mà giá Bitcoin nó giảm, thì trường hợp đó chính là cái trường hợp mà thị trường nó đang bị bán tháo rất là mạnh trên toàn bộ thị trường luôn ha các bạn. Thì mình chia sẻ ra cho các bạn có thể hiểu được, đó là chúng ta có hai trường hợp đối với Bitcoin thì dominant. Ok, thì hiện tại cái xu hướng của thị phần Bitcoin thì nó đang là xu hướng giảm, cho nên chúng ta vẫn kỳ vọng là cái sóng 5 nó sẽ chạy là phá hai cái vùng hỗ trợ này ha. Trên công tuần hai cái vùng hỗ trợ này được coi là đóng vai trò đang rất là cứng luôn. Tháng 5 nó cũng đã về và sau đó thì nó tăng trở lại và khiến cho cái cú rơi của Bitcoin từ 65.000 về vùng 30.000 ha các bạn. Ok, ở tiếp theo sẽ là thị phần của USDT, đồng của USDT. Thì các bạn thấy là hiện tại nó sẽ chạy khá là giống với lại cái đầu năm 2021. Thị phần USDT nó giảm thì cho thấy là nhà đầu tư họ không có nắm giữ USDT nhiều nữa, và họ cũng đã coi là họ dùng USDT để mua Bitcoin và altcoin rồi. Nhưng mà tuần trước thì có một cái cây nến tăng và cái thằng nến khá là dài, tuy nhiên là nó không có nhấn chìm các bạn, nó không có nhấn chìm với cây nến trước, và chúng ta thấy được là hiện tại tuần này nó đã có một sự giảm nhẹ rồi, cho thấy là hiện tại các nhà đầu tư họ vẫn dùng USDT để mua Bitcoin và altcoin thay vì nắm giữ USDT ha. Dòng tiền hiện tại chúng ta vẫn cần một cái tin tức tốt để đẩy dòng tiền vào và nó bơm mạnh cho cả thị trường, thì thị trường nó sẽ lên rất là mạnh ha, bởi vì là nguồn cung Bitcoin trên những cái ví sàn giao dịch ấy, nó đang rất là yếu, rất là ít và khan hiếm. Tiếp theo sẽ là thị phần của altcoin. Thì các bạn thấy là thị phần altcoin nó đã tăng trong cái tuần trước bằng một cái nến biên ba nhấn chìm rất là mạnh, rất là tốt, và tuần này thì có một sự giảm nhẹ. Và hiện tại thì đối với cái nến tăng mạnh tuần trước ấy, thì mình nghĩ là hiện tại cái thị phần của altcoin nó đang rất là tốt và chúng ta vẫn tiếp tục hold altcoin, và mình hiện tại thì mình vẫn hold altcoin thôi. Ok, thì tất nhiên là video này là về mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư tài chính thôi các bạn.
Tiếp theo sẽ là mình phân tích các đồng altcoin theo yêu cầu của các bạn. Đầu tiên sẽ là đồng PancakeSwap. Thì đối với cái đồng PancakeSwap này, các bạn thấy là hiện tại cái mô hình tam giác tích lũy này, nó đã chạy xong rồi. Và cái chiều cao của mô hình này chính là cái target hiện tại của cái đồng PancakeSwap. Nó chạy khá đúng khi mà chiều cao này nó bằng cái mức target 25,85 đô ha. Khi mà nó lên đến đây nó giảm luôn, thì trước đó mình cũng nói nè, đó là xu hướng không không ngày không rõ, bởi vì là nó có một cái high low ở đây ha. Tuy nhiên là tức là cái low low ở đây thì cái vùng đỉnh chuyển xu hướng của nó chính là cái vùng 40 đô này ha các bạn. Cho nên là nếu mà nó phá được cái vùng này thì nó thiết lập nên cái cấu trúc tăng. Còn hiện tại thì nó chỉ vừa phá vỡ khỏi cái mô hình tích lũy thôi. Và nếu mà nó phá được cái vùng mà 25,85 đô này thì nó sẽ hướng đến cái vùng 40 đô ha. Thì nếu chúng ta muốn mua cái đồng PancakeSwap thì chúng ta chờ ở đâu? Thì hiện tại thì theo mình thấy là PancakeSwap nó có khả năng nó sẽ giảm tiếp về quanh cái vùng Fibonacci vùng 16,68 đô ha. Nó sẽ về đây, nó tạo hai đáy ở đây nó mới bắt tiếp được. Và khi mà nó phá khỏi cái đường trend giảm này nè, nó phá khỏi cái đường trend giảm này thì khả năng nó sẽ tăng tiếp. Còn hiện tại thì khả năng mình thấy là nó sẽ giảm về quanh cái vùng Fibonacci 16,68 đô này. Thì các bạn có thể chia vốn ra và mua được. Và cái vùng tiếp theo đó là vùng dưới này là vùng 10 cho đến 12 đô ha. Ok, tiếp theo sẽ đồng Celo. Đồng này có bạn comment ở phía bên dưới video. Thì các bạn thấy là đồng Celo này á, theo khung ngày thì mình thấy rằng á, là nó đã được coi là nó phá khỏi cái xu hướng giảm rồi, và nó phá khỏi cái này cái kênh giá giảm và nó phá lên rất là tốt. Hiện tại thì nó đang back test lại cái vùng kháng cự cũ cũng như là vùng này hợp lưu với vùng Fibonacci 0.5 và 0.618, cho nên mình mua ha. Mình cũng đã chia sẻ cho các bạn ở trong channel Telegram rồi. Đây, mình có chia sẻ nè ở trên channel Telegram là cái vùng entry là vùng 3.8 cho đến 4.2. Hiện tại thì cao nhất chúng ta đã lãi là 51% rồi. Hiện tại nó đã đang giảm lại rồi ha các bạn. Ok, thì đồng Celo này thì nó được coi là mình thấy á, về phân tích cơ bản thì mình sẽ dành ra một video để mình chia sẻ sau. Còn hiện tại thì mình sẽ nêu ra những cái thông tin được coi là mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì đồng Celo này nó được bán ở trên CoinList ha. Thì đây là một cái đồng coin nền tảng, và nó có cái điểm đặc biệt, rất là đặc biệt, là chúng ta có thể chuyển những cái token và những cái đồng coin thông qua những cái số điện thoại được liên kết với lại cái ví của cái đồng Celo luôn. Thì đây là một cái điểm nổi bật mình thấy là ở trong cái dự án này nó hiện tại nó đang là làm ha. Ok, thì những cái dự án mà được bán trên Coinlist thì nó rất là coi là tiềm năng trong cái việc đầu tư dài hạn. Thì mình thấy quan sát theo cái kinh nghiệm của mình là như vậy. Ví dụ như là đồng Solana này, đồng Near này, Near Protocol này, đồng The Grab này, thì ba cái đồng coin này hiện tại thì các bạn thấy cái ROI và ROE của nó rất là lớn ha. Và nó được bán ở trên Coinlist ở trong cái thời gian được coi là 2020 và 2019. Thì hiện tại mình thấy là như vậy. Và cái thời gian phân bổ của các option ở trên Coinlist thì nó rất là hợp lý. Cho nên là mình thấy là những cái đồng coin được bán trên Coinlist nó được chọn lọc rất là kỹ. Cho nên là mình đầu tư ha. Mình xác định là đầu tư dài hạn. Ok, thì tiếp theo cuối cùng sẽ là đồng Cardano, đồng ADA ha. ADA thì các bạn thấy hiện tại thì nó đang được coi là nó test lại cái vùng 2.1 13 đô, 2.13 14 đô. Tuy nhiên là mình thấy là cái động lượng hiện tại nó đang thiên về là động lượng giảm ha. Cái động lượng giảm giá. Và hiện tại thì giờ vì sao mà Cardano nó tăng mạnh từ cái vùng 1 đô lên cái vùng 2.83 đô này? Bởi vì là nó có một cái thông tin là ra mắt smart contract ở cái giai đoạn thứ 3, thứ 4 của cái giai đoạn roadmap của nó. Thì mình thấy rằng là trước khi mà nó ra cái hợp đồng thông minh như vậy thì giá cũng đã bắt đầu tăng từ vùng 1 đô lên đến 3 đô rồi, là tăng tầm x3 rồi ha. Hiện tại thì nó đã có một cái sự được gọi là bán giảm giá đi. Những người mua thì họ đã bán chốt lời rồi, và khiến cho cái áp lực bán đang nhiều, và khả năng cao nó sẽ quay về nó test quanh cái vùng 1.69 đô này ha các bạn. Đây là cái vùng mũi tốt của theo phân tích kỹ thuật, chính là cái vùng Fibonacci. Còn cái vùng 2.1 đô này chính là cái vùng ATH cũ. Tuy nhiên là mình thấy là ở đây không có cái sự được gọi là có lực mua mạnh, bởi vì là cái theo cái lý thuyết á, khi mà chúng ta thấy là nó phá vỡ khỏi cái một cái vùng vùng giá kháng cự thì nó sẽ cần phải di chuyển rất là xa, sau đó nó giảm về, thì đó là cái vùng mua tốt của chúng ta. Còn hiện tại thì Cardano nó mới có phá vỡ và nó di chuyển một chút thôi, nó đã quay trở lại rồi, thì mình thấy là cái áp lực bán đang mạnh trở lại.
Ok, cho nên là cái vùng mua tốt là vùng 1,6,9 và cái vùng thứ hai để DCI chính là vùng 1 đô ha. Ok, thì video này của mình đến đây kết thúc. Và các bạn có thể tham gia với channel Telegram team mình và mình để link ở dưới phần mô tả của video này ha. Và video này của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng là mình đã mang đến những cập nhật bổ ích dành cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành 5 giây để nhấn like, subscribe và thuật toán YouTube giúp kênh mình đến được với nhiều người hơn. Và video sau mình sẽ phân tích những on-coin theo yêu cầu của các bạn tiếp ha. Và các bạn nhớ đón xem nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.